Xin chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube CNC Đông Phương Wincam. Em là Linh, nhân viên phụ trách kinh doanh máy CNC của công ty Đông Phương Hà Nội. Rất nhiều sản phẩm gia công từ chiếc máy CNC bị sơ và không được rõ nét mịn đẹp. Tình trạng này khiến các bác thợ mộc mất rất nhiều thời gian để xử lý. Vậy nguyên nhân do đâu và có hướng xử lý như thế nào nhanh nhất? Hãy cùng theo dõi video này nhé. Nguyên nhân dẫn đến phần hoa văn đục từ máy CNC bị sơ. Khi máy của anh chị vẫn hoạt động ổn định mà sản phẩm đục ra bị sơ và không rõ nét ở những phần hoa văn sâu và khuất, có thể do hai nguyên nhân: dao CNC chọn chưa đúng hoặc do đặc tính của phôi gỗ. Lựa chọn loại dao đục chưa phù hợp hoặc dao không đảm bảo chất lượng sẽ dẫn đến tình trạng cắt nét đục không được chính xác và hiệu quả. Đây là nguyên nhân xuất hiện sơ ở một số hoa văn sản phẩm khi đục bằng máy CNC. Hiện nay có rất nhiều loại gỗ khác nhau, mỗi loại gỗ lại có những đặc tính riêng biệt. Có những loại gỗ đục ra sản phẩm chưa được sắc nét, mịn đẹp ngay khi chạy trên máy CNC, nhưng cũng có những loại gỗ khi chạy hoa văn qua máy vẫn có những phần bị sơ. Ngoài ra, việc xuất hiện phần sơ ở hoa văn còn do người vận hành máy CNC điều chỉnh một số thông số kỹ thuật trong gia công. Ví dụ như điều chỉnh tốc độ để nhanh quá trình đục. Kỹ thuật này thường được các cơ sở gia công thuê áp dụng để giảm chi phí, tiết kiệm thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Cách làm sạch phần sơ của hoa văn khi đục bằng máy CNC. Cách làm sạch phần sơ khá đơn giản nhưng mất rất nhiều thời gian. Dưới đây là một số cách cho anh chị tham khảo. Sau khi sản phẩm được đục hoàn thiện từ máy CNC, anh chị cần đánh hàng mộc thật kỹ. Có nhiều công cụ sử dụng để chà, đánh sơ nhanh và hiệu quả. Anh chị có thể dùng miếng chà nhám gỗ hoặc chổi quật để làm sạch phần sơ của các hoa văn. Có thể tham khảo các thao tác như các bác làm dưới đây. Sau khi đánh hàng mộc xong, một số sản phẩm đục sâu và có nhiều nét khuất có thể vẫn còn sơ. Để làm sạch phần này, anh chị sử dụng miếng chà nhám gỗ cuộn vào thanh gỗ hoặc kim loại dài với đường kính nhỏ để chà vào từng góc của sản phẩm. Ngoài ra, anh chị có thể sử dụng chà sạch sơ bằng máy gắn mũi dao đặc trưng sử dụng để chà sơ gỗ. Trên đây là một số cách làm sạch phần sơ của hoa văn khi đục bằng máy CNC. Vậy, sẽ có nhiều khách hàng đặt ra câu hỏi: máy CNC đục gỗ Đông Phương đục có bị sơ không? Theo thông tin thực tế mà công ty thu thập từ những phản hồi trực tiếp của khách hàng tới bộ phận chăm sóc khách hàng, thì đa phần sản phẩm đục từ máy CNC Đông Phương không có sơ hoặc sơ khá ít. Với cấu hình máy hiện đại, thiết kế tối ưu thì chất lượng máy của CNC Đông Phương được đánh giá là dòng máy hàng đầu tại Việt Nam. Máy hoạt động nhanh, chính xác, chắc chắn, không rung lắc. Chính vì vậy, sản phẩm được tạo ra sắc nét, mịn đẹp, đạt yêu cầu cao, tiêu chuẩn chất lượng của các sưởng mộc. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp sản phẩm đục sâu và nhiều chi tiết góc cạnh vẫn có thể xảy ra tình trạng sơ ở một số hoa văn. Rất hạn chế, việc xử lý phần sơ này khá nhanh, không tốn quá nhiều thời gian và công sức của các chủ sưởng mộc. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho anh chị. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng comment bên dưới hoặc liên hệ tới số hotline 0968 68 9988 0383 669 966. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!